kênh Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị. Em là Điền. Hiện tại em đang đứng đây là ở ngay ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nay em xin giới thiệu với anh chị một lô đất nằm gần ngay thị trấn Phước Bủ mình luôn. Ngang là 8m từ cái cọc bê tông này và qua bên trụ điện là 8m và sâu là 35, có 100 thổ cư. Hiện tại gia chủ mình đã rào kiên cố hết rồi, đã rào bằng chạm gai và trụ bê tông. Tại cái mùa mưa này cỏ nó mọc nhiều quá nên là không thể vào trong xem hết được nước. Nhưng mà đất mình vuông nha anh chị, đất mình là đầu 8 và đuôi 8. Đất mình có 100 thổ cư nha anh chị. Và hiện tại mặt tiền đường của mình là mặt tiền đường nhựa 6m. Mặt tiền đường nhựa 6m. Và cái mặt tiền đường nhựa của mình đó, hiện tại phía trên kia thì đang làm mương nước, đang làm xuống đây. Thì mương nước hai bên vậy nè, nó cho nó thoát nước anh chị. Và cái đường này sẽ nâng cấp lên nhựa nữa nha anh chị, nhựa bê tông nha. Dân cư ở đây thì rất là đông và khí hậu ở đây đặc biệt là rất mát mẻ nha anh chị. Anh sẽ quay xung quanh cho mọi người xem. Hiện tại nước mình á, cái đường này là cái đường đi ra quốc lộ 55, mình đi thẳng tới đây và có một ngã tư mình rẽ phải á, là đi ra quốc lộ 55 cũng như là đi ra bến xe Xuyên Mộc. Và mình tới ngã tư đó mình không đi rẽ phải thì mình đi thẳng thì mình sẽ đi ra được tỉnh lộ 328 nha anh chị. Nếu mà từ đây ra cái thị trấn Phước Bổ thì cách tầm khoảng 2 km, cũng như là trung tâm huyện mình luôn. Và cái hướng này thì là cũng là cái hướng đi ra lại quốc lộ 55 cũng như là đi đất đỏ. Ở phía trong này thì tất cả nhà vườn nghỉ dưỡng rất là nhiều và cũng có villa luôn. Trong này có những cái resort nghỉ dưỡng nữa. Gần đất mình thì có cái khu vui chơi nhà nước, cái tên của nó là Lusubu. Từ vị trí đất của mình mà đi ra biển Hồ Tràm thì cách tầm 8 km nha anh chị, 8 km. Lên trung tâm xã Phước Tân thì cách khoảng 2 cây số nha anh chị, 2 cây số. Cũng như mình đi ra trung tâm thị trấn Phước Bổ cũng như vậy, 2 cây số. Và trường học, ủy ban thì tất cả là trong bán kính của mình là 2 km. Chợ đò tất cả, tất tần tật. Cái đường này nè, cái đường này mình chạy lên á, từ đất mình mà chạy lên khoảng là mấy trăm mét, vài trăm mét thôi là mình sẽ giao, cái đường này sẽ giao với cái đường xuyên cứ Phước Cơ mở rộng từ trên Phước Tân á, trên Phước Tân trên phía bên này đổ về nối liền với đường xuyên Phước Cơ bên hông bến xe Xuyên Mộc mình anh chị. Đây là ở đây giao thông rất là thuận tiện. Tại gia chủ mình đang đưa ra giá mong muốn là 2 tỷ 560 triệu, tương đương với lại 320 mét ngang.